Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thời tiết giao mùa cho nên tôi cũng bị cảm, nhưng mà với một cái mong muốn sẽ đem đến cho tất cả những người Việt Nam đều biết những cái quy định của pháp luật. Và lại thì hôm nay vừa mới đi tòa về trong một cái tâm trạng rất là vui, vì nguyên đơn rút đơn khởi kiện. Thì hôm nay thông qua cái video này, tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn thế nào là rút đơn khởi kiện. Thưa quý vị và các bạn, rút đơn khởi kiện là gì? Mình đi kiện ở tòa án, mình yêu cầu tôi khởi kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản, buộc bà A phải có nghĩa vụ trả cho tôi số tiền là 1 tỷ đồng. Tuy nhiên thì tôi lên tòa thì bà A nói thôi giờ chị Thu ơi, tôi cũng khó khăn quá, thôi được rồi, tôi sẽ trả cho chị số tiền gốc là 800 triệu nha chị. Được quá, và tôi xác định đồng ý. Hai bên rút đơn khởi kiện và bà A có nghĩa vụ trả lại cho tôi là 800 triệu và tôi rút đơn khởi kiện. Cũng tương tự trong cái vụ kiện hôm nay thì chúng ta bắt đầu đi về quy định của pháp luật nha quý vị và các bạn. Trường hợp của tôi đưa ra là như thế này. Một cái bà cô, gọi là bà cô, có thể là bà ngoại hay bà nội gì đó của cái chị bị đơn. Bà làm một cái thủ tục khai nhận di sản thừa kế từ người chị ruột sang cho bà. Thì trong cái quá trình mà dịch vụ làm giấy tờ nhà đất thì bà có đưa cho họ một cái số tiền để làm cái gọi là chi phí á, mà quý vị và các bạn, phí này gọi là phí khai nhận di sản á, từ tên của chị ruột sang tên của bà, vì đây là hàng thừa kế thứ hai. Thì không hiểu trong cái quá trình làm hồ sơ giấy tờ gì đó thì cái người cháu kêu bà bằng bà cô mới làm một cái thủ tục gọi là sang nhượng cái tài sản của, sau khi mà qua tên của bà thì chuyển lại cho chị bằng một cái hợp đồng chuyển nhượng. Thì thực tế thì tới thời điểm đó thì chúng ta biết rồi, khi mà phát hiện ra người cháu gái đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cái nhà bà đang ở, giấy tờ bà đang đứng, tuy nhiên rằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tên của đứa cháu gái, bà rất là bức xúc. Bà nói với tôi rằng là bà có tổng cộng rằng hơn 20 đứa cháu, và không hiểu lý do tại sao người cháu này lại có cái việc. Thưa quý vị và các bạn, tôi cũng đã giúp bà trong cái vai trò khởi kiện ở tòa án để yêu cầu tuyên bố cái hợp đồng công chứng là vô hiệu, với lý do không phải không có việc giao nhận tiền, với lý do là không có phải ý chí, không phải là việc giao dịch bình thường, mà đó là một không đúng cái ý chí của bà. Thì hôm nay trong vụ kiện thì khi đến tòa thì tôi cũng có phân tích với người bị đơn rằng là không phải tích tức tần tật trong cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sang tên đăng bộ qua tên chị thì chị được toàn quyền định đoạt, mà tòa án sẽ xem xét tất cả lại toàn bộ ý chí của các bên. Các bạn ạ, ý chí của các bên, giao dịch này có thật hay không, giao nhà, giấy tờ nhà đất, giao nhận tiền, tất tần cạc tật, những cái mà theo quy định thông thường là một chuyển nhượng quyền sử dụng đất như bất kỳ một cái giao dịch khác, thì thật sự ra những cái yếu tố này thì chị bị đơn lại không có. Và sau khi động viên thì chị cũng đã quyết định đưa đến bà sẽ tặng lại cho chị một cái số tiền cũng tương đối, và chị đồng ý là cùng bà đến phòng công chứng để chuyển từ tên của chị sang tên bà. Thì thú thật thì cho tới thời điểm này thì bà vẫn đang giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là gọi nôm na gọi là giấy đỏ đó, về nhà thì bà vẫn đang quản lý sử dụng. Cho nên nếu như trong trường hợp không có dừng lại ở điểm này thì có thể đi tới, thì có thể rằng là các bên sẽ gọi là mất thời gian, công sức và tiền bạc. Tuy nhiên rằng cái mục đích thì của chị là cũng rõ.
Thưa quý vị và các bạn, thì sau khi có sự thỏa thuận trong cái việc hòa giải thì chị bảo rằng là thôi đi, để chị về chị bàn bạc với gia đình rằng có nên đồng ý nhận cái số tiền này hay không. Và nếu như trong trường hợp chị đồng ý nhận số tiền thì các bên sẽ ra phòng công chứng ký ngược trở lại cho bà ký, và bà sẽ hỗ trợ chị một cái số tiền nào đó để cho gọi là thương lượng hòa giải thành. Nhưng mà hòa giải thành trong trường hợp này là rút đơn khởi kiện. Vậy thì theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015 thì như thế nào? Tôi sẽ đọc cho quý vị và các bạn. Tình huống là hiện tại hồ sơ đang ở tòa, các bên thỏa thuận được toàn bộ nội dung vụ án. Thì tôi nói với quý vị và các bạn trong rất là nhiều video á, có ba loại hình mà tòa án chúng ta dễ thấy nhất. Thứ nhất là chúng ta đi nộp đơn khởi kiện ở tòa, và sau khi các bên thống nhất mà gọi là hòa giải ngoài hành lang đó, thì các bên thực hiện và vào tòa rút đơn khởi kiện. Cái trường hợp thứ hai nữa là các bên khởi kiện ở tòa thỏa thuận, tuy nhiên các cái nghĩa vụ các bên chưa thực hiện xong, tòa ơi bây giờ nhờ tòa thỏa thuận lại và ghi nhận bằng một cái quyết định công nhận sự thỏa thuận. Và trường hợp thứ ba, các bên không thể thỏa thuận được toàn bộ nội dung vụ án thì tòa đưa vụ án ra xét xử, lúc đó tòa sẽ có cái phán quyết của mình bằng một bản án. Đây là trường hợp thứ nhất quý vị và các bạn. Bà đi khởi kiện ở tòa tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, và trong cái quá trình hòa giải các bên đương sự đã ngồi lại với nhau rằng thôi thì 9 bỏ làm 10 cũng là trong một cái gia đình, và nguyên đơn đồng ý hỗ trợ cho bị đơn một cái số tiền, bị đơn thống nhất đến phòng công chứng trả lại cho nguyên đơn một cái gọi là cái quyền về trên về mặt giấy tờ, và các bên đã thống nhất. Sau khi đã thống nhất rồi thì các bên sẽ rút đơn khởi kiện và tòa án ra quyết định đình chỉ vụ án. Và nhớ nha quý vị và các bạn, chúng ta phải thật tỉnh táo khi chúng ta rút đơn khởi kiện. Vì nếu như trong trường hợp chúng ta là nguyên đơn thì chúng ta phải tỉnh, trời ơi nộp đơn ở tòa cực lắm, cực lắm, nào là khởi kiện, bổ sung khởi kiện, rồi tạm ứng án phí, thông báo thụ lý, mời các bên lên trình bày ý chí, bản tự khai, đủ hết tất cả tật. Tuy nhiên rằng nếu như trong trường hợp mà thỏa thuận không thành công, tức là nguyên đơn không đạt được cái mục đích, thì cái việc rút đơn khởi kiện buộc lòng phải khởi kiện lại. Thì hôm nay trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, với mong muốn rằng chúng ta sẽ xích lại với nhau về những mối dây tình cảm trong những cái gia đình, trong mối quan hệ họ hàng, trong mối quan hệ bạn bè, thì cũng là cái uy tín và cái của luật sư nâng lên. Thì chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta tặng cho quý vị và các bạn rút đơn khởi kiện đình chỉ vụ án, nguyên đơn có lợi. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015 thì điều 217 đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, thì trong cái đình chỉ giải quyết vụ án dân sự nó có các nhà lập luật đã liệt kê trong đó có 8 trường hợp, thì bây giờ tôi sẽ ghi nêu đúng trong một trường hợp thôi. Sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp sau đây. Thì để mà đơn giản hóa thì luật sư chỉ ghi trong trường hợp duy nhất của mình thôi, đó là người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện, đó là điểm C các bạn ạ. Điểm C của điều 217 đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện sau khi tòa án thụ lý vụ kiện. Thưa quý vị và các bạn, để tóm lại cho quý vị và các bạn dễ thấy trong trường hợp này là hai bên tranh chấp tuyên bố một cái hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu với lý do không có việc giao nhận tiền, với lý do không có những cái giao dịch chuyển nhượng thông thường, thì các bên được tòa án ra bằng thông báo thụ lý vụ án. Và tuy nhiên trong cái quá trình hòa giải tại tòa án thì
bên nguyên đơn đã hỗ trợ cho bên bị đơn một cái số tiền nhỏ và hai bên thống nhất ký ngược lại với nhau, hoàn trả lại cho nhau cái nghĩa vụ, mà đặc biệt trong trường hợp này là nghĩa vụ là bên bị đơn trả lại cho bên nguyên đơn cái quyền về mặt giấy tờ, và các bên thống nhất rút đơn khởi kiện, tòa án sẽ ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định của điều 217. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thì hôm nay chúng ta có thể vui đó, nhưng ngày mai chúng ta sẽ buồn. Cái việc vui buồn đan xen và gọi là cuộc sống mà. Hy vọng rằng video này là một trong những cái video sẽ mang lại lợi ích cho quý vị và các bạn. Để trong những vụ kiện, nếu chúng ta là nguyên đơn, chúng ta phải biết uyển chuyển để tránh mất thời gian, công sức và tiền bạc. Thưa quý vị và các bạn, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.